Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Đấu Trường Kiến Thức trên S-Channel. Và hôm nay chủ đề chúng ta là môn địa lý. Đại diện cho đấu sĩ của S-Channel chính là chị Lê Linh Hà, 26 tuổi. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Hà Lê và mình đến đây ngày hôm nay với tư cách là đấu sĩ của S-Channel. Nghề nghiệp của mình là vợ của Slu. Về thành tích cá nhân à, mình học môn chuyên địa được 8 năm từ thời gian học cấp 2 cho đến hết cấp 3. Thành tích cao nhất hiện tại của mình là giải 3 học sinh giỏi cấp quốc gia môn địa lý năm 2016. Đối thủ của chị Hà sẽ là bạn Lê Thị Lý đến từ khoa địa lý trường Đại học Sư phạm. Xin chào tất cả mọi người ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lê Thị Lý. Em năm nay 21 tuổi. Hiện tại em đang là sinh viên năm 2 khoa địa lý trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Năm 2022 thì em đạt điểm 10 môn địa lý trên tổng số 163 điểm 10 trên toàn quốc. Thực ra là mặc dù mình đã học được gần một chục năm nay rồi, kiến thức của mình chỉ còn lại một xíu xíu thôi. Mình nghĩ là trong cuộc chơi ngày hôm nay mình sẽ là người thua. Kiểu em hôm qua thì là em chơi cho vui ấy, em giải trí ấy, nhưng vợ em thì rất là máu chiến. Vợ em thì kiểu máu lửa ấy. Hy vọng là mình sẽ thua trong danh dự, vì mình sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Vòng 1, đỏ, trắng và xanh lam. Có 25 khối dữ kiện chứa đáp án cho câu hỏi mà chương trình đưa ra. Theo lượt, thí sinh sẽ lựa chọn một khối dữ kiện. Mỗi câu trả lời đúng sẽ được 1 điểm, trả lời sai không bị trừ điểm. Có tổng cộng 19 đáp án đúng và 6 đáp án sai trong vòng chơi này. Vòng chơi kết thúc khi thí sinh tìm được tất cả các đáp án đúng. Câu hỏi của vòng này là: theo số liệu Atlas năm 2018, đâu là các trung tâm công nghiệp thuộc các vùng kinh tế trọng điểm? Trung tâm công nghiệp thuộc vùng kinh tế trọng điểm. Lưu ý, thí sinh không được sử dụng Atlas trong vòng thi này. Okay. Em đi trước đi. Hà Nội ạ. Hà Nội. Đây là một đáp án chính xác. Thế thì chắc chắn là Thành phố Hồ Chí Minh rồi. Đây là một đáp án chính xác. Bình Dương ạ. Đáp án chính xác. Bắc Ninh. Đáp án chính xác. Hải Phòng ạ. Đáp án chính xác. Nghiệp à. Mấy cái đầu tiên sẽ khá đơn giản. Đúng rồi, mấy cái đầu tiên chắc chắn là đơn giản. Quảng Ninh. Đáp án chính xác. Cần Thơ ạ. Đáp án chính xác. Công nghiệp à. Bà Rịa Vũng Tàu. Đáp án không thể sai được. Đà Nẵng ạ. Đà Nẵng. Đây là đáp án chính xác. Nào, cố lên vợ ơi. Cha yếu. Bình Phước. Bình Phước. Đây là một đáp án. Chưa chính xác, đây là một đáp án chưa chính xác. Uầy, không chính xác. Ôi rồi. Vợ ơi, tại sao là Bình Phước? Vĩnh Phúc ạ. Vĩnh Phúc, đây là đáp án chính xác. Hưng Yên. Đáp án chính xác. Công nghiệp Phú Quý à. Hải Dương ạ. Đáp án chính xác. Công nghiệp đúng không? Đồng Nai. Đồng Nai là đáp án chính xác. Quảng Ngãi ạ. Quảng Ngãi. Chính xác. Khó nhờ. Và bây giờ tỷ lệ sai sẽ cao hơn. Đúng rồi ạ. Kinh tế trọng điểm.
trọng điểm. Kinh tế trọng điểm, vợ ơi cố lên. Thừa Thiên Huế. Thừa Thiên Huế. Không chắc đâu, chắc sai. Đây là một đáp án chính xác. Ui, Thừa Thiên Huế luôn mà. Ok, Cà Mau ạ. Cà Mau được đáp án chính xác. Vinh. Vinh hả? Em nghĩ là Vinh không có. Anh cũng cảm giác là Vinh không. Nhưng mà ý là nó cũng khá phát triển nên đang. Nếu mà là Hà Tĩnh thì có thể nha, nhưng mà Vinh. Em đúng không? Đây là một đáp án chưa chính xác. Vãi à. Bình Định ạ. Bình Định. Đây là đáp án chính xác. Chỉ còn hai đáp án đúng. An Giang. Ê. Lạng Sơn ở Đông Bắc. Mình Lạng Sơn đi. Lạng Sơn là một đáp án chưa chính xác. Ôi vãi. Gì vậy má? An Giang ạ. An Giang là một đáp án chính xác. Chúng ta chỉ có một đáp án đúng là Hòa Bình. Hòa Bình là một đáp án chưa chính xác. Thôi em cứ chơi đi, đừng sợ chị buồn em ạ. Đừng sợ chị buồn. Chị buồn sẵn rồi đây này. Em xin chọn Quảng Nam ạ. Quảng Nam là một đáp án. Chính xác. Hỏi chơi cơ ạ. Giỏi quá. Kết thúc vòng 1 thì điểm số của bạn Lý đang là 12 điểm và điểm số của Hà Lê đang là 7 điểm. Em thấy là vòng 1 là căng thẳng phết nha. Nói chung là nếu mà để chọn ra thì chắc chắn là mình sẽ loại được những cái đáp án đầu tiên rất là dễ dàng. Nhưng mà đến gần cuối khi mà chỉ còn vài đáp án thôi và tức là có một số địa điểm nó rất phát triển thật. Thế nhưng mà nó có phải nằm trong cái khu gọi là kinh tế trọng điểm không thì rất là khó. Mà hai người lật nhanh thực sự, kiểu không có thời gian mấy mà kiểu cứ lật xanh hết. Thế bản thân Hà Lê thấy lần kể cả nó quên rồi nhưng mà thật ra là cái tốc độ nghĩ của nó cũng vẫn nhanh ấy. Bạn Lý thì bạn khá là chắc với kiến thức ấy. Thế nên lúc nào cũng sẽ là rất bình tĩnh chờ Hà Lê xong là bạn ấy sẽ chọn luôn. Anh nghĩ là sau này những ai học trò của cô Lý tự tin là cô giáo mình là kiến thức rất là chắc. Đỉnh thực sự mà phong thái cũng rất là điềm đạm. Vòng 2, bingo chiến lược. Có 25 câu hỏi tương ứng với các mốc điểm 1, 2 và 5. Theo lượt, mỗi thí sinh sẽ chọn một ô và trả lời câu hỏi tương ứng. Thí sinh sẽ có 30 giây đối với các câu hỏi 1 điểm và 2 điểm, 60 giây với câu hỏi 5 điểm để đọc và đưa ra câu trả lời. Trả lời đúng, thí sinh sẽ được cộng số điểm tương ứng với số trên ô và đánh dấu vào ô đó. Trả lời sai, thí sinh vẫn có thể chọn trả lời lại các ô chưa bị đánh dấu. Thí sinh nào đánh dấu được 5 ô cùng màu theo hàng ngang, dọc hoặc chéo sẽ được cộng thêm 2 điểm. Thí sinh nào đạt 15 điểm trước sẽ giành chiến thắng. Người thua sẽ là người bắt đầu trước, người thì Hà Lê lựa chọn. Vì mình đang kém bạn Lý 5 điểm, mình sẽ chọn cô 5 điểm. Hai vợ chồng quá giống nhau. Em bảo à, em muốn ôn hòa chứ còn vợ em muốn thua lắm. Chị Hà Lê là rất học sinh trên thực tế nha. Ôi 2010, 2021 sao biết? Vợ 2021 là nó có trong Atlas. Nhưng mà Atlas này đến 20... Sao Atlas của vợ em mang đến 2018 thôi. Đó là A. Chị cũng đó là A. Nhưng mà chắc chắn là đầu 3 đúng không? Bởi vì em không thấy con số này quen mắt của gì ấy. Em nhưng 2021 ha. Mình chỉ nhớ là cái khoảng thời gian khi mà Adidas bắt đầu vào Việt Nam. Tức là họ quê các công ty nhà máy ở Việt Nam để làm. Đúng rồi. Cái sản họ là một trong những doanh nghiệp đóng góp lớn nhất cho cái sản lượng giày. Người thể thao gì vậy? 5 giây á? Đáp án C ạ. Hà Lê chọn gì? Chị Hà Lê chọn C. C, vậy em chọn C. Ê, nhưng mà nó ở đâu ấy?
Em xin chọn câu 5 điểm. Ok. Cày ấy, cày ấy. Cứ tìm đúng rồi nó ra ngay. Bây giờ chỉ cần tìm được là đúng, tức là à hóa ra có trong Alat à? À được là tập này, phần này đừng hóa lại. Vâng, đừng hóa lại. Ủa, tại sao máy tính siêu không? Ủa, tại sao lại phải tính á? Có thể là ở trong Alat nó có hai con số xong rồi nó chia xong rồi. Đáp án của em là đáp án B ạ. B là một đáp án. Đúng hả? Đáp án B. Càng ngày càng thấy lứa học sinh tương lai của cô Lý đỉnh cao. Cuộc thi này sinh ra là chỉ để làm nền cho mình, bọn mình là những cái người mà đi học lâu là chỉ để làm nền cho các bạn này thôi đúng không? Vâng đúng rồi. Vậy có 2 điểm. 2 điểm. Hàng thứ tư. Đúng rồi đấy. Cây công nghiệp à? Một trong những nguyên nhân khiến cây công nghiệp phát triển mạnh mẽ ở nước ta trong những năm qua là okay. Đáp án A. Yes, chính xác. Loại trừ, phương án loại trừ, câu này chỉ loại trừ thôi. Đúng rồi, tự động hóa hồi đúng không? Dễ dễ, câu này khá dễ. Em xin chọn câu số 2 điểm của hàng đầu tiên. Đáp án của em là đáp án B. Chọn tiếp à? Câu 2 điểm bên này. Em mọi người ngày xưa. Tây Ninh. Công trình thủy lợi giàu tiếng ở vùng Đông Nam Bộ thuộc tỉnh nào? Tây Ninh. Em nhớ thế. A. Em xin chọn câu số 2, hàng thứ 2 ạ. Hàng thứ 2, chéo. Chéo, hàng chéo. Em xin chọn đáp án A. À, câu hỏi này có rất nhiều đáp án gây nhiễu lắm. Tức là mình sẽ bị khá phân vân. Ngoài bên kia đúng rồi. Hai, đối diện đấy luôn. Đúng rồi. Một trong những đặc điểm của nền nông nghiệp hàng hóa ở nước ta gắn liền với công nghiệp chế biến và dịch vụ nông nghiệp, sản xuất nhỏ cũng thô sơ. C. Em xin chọn câu 2 điểm, hàng 2 câu ban nãy. Em xin chọn đáp án A. Ok. Đúng rồi. Mình kiểu mình cũng không chắc là mình sẽ bị phân vân đấy. Còn gần như là bạn ấy chắc là... Vợ phải bình tĩnh lại em ạ. Vợ em bị kiểu bị vội vàng quyết định quá. Nhưng em nghĩ là xem đến đây là biết là chiến thuật của bạn ấy sẽ là tính điểm này. Chứ bạn ấy sẽ không đi theo là mình lấy được hàng hàng ngang nữa. Quan điểm của tao là phá hàng. Hàng câu 2 điểm chi phủ. Trực thuộc Trung ương à? Câu này hôm trước vừa hỏi trong chơi đi sợ gì xong. Nào, cố lên em, Huế là chắc chắn không có. C. Chắc không có Huế rồi, cố lên. C. Chính xác. Ui, nở mày nở mặt, cuối cùng là em đã xem sổ của anh. Em xin chọn câu 2 điểm. Đồng bằng sông Cửu Long bao gồm hai bộ phận. Câu này cũng là một câu nếu mà học chắc lý thuyết thì cũng có thể đáp án được. Em xin chọn đáp án A. Chưa chính xác. Chọn câu 2 điểm ở dưới này.
sở heo. À. Ôi, má slay vậy. Em xin chọn câu 1 điểm ạ. Chắc chắn là có cà phê. Cái công nghiệp hàng năm giá trị kinh tế cao đến nơi nát chai nát cà phê này. Thế có mỗi cái đáp án đấy. Em xin chọn đáp án D. Cho lại đúng câu này đi. Câu ở giữa đây đúng không? B. Trời ơi, chính xác không? Ok. Nhưng vấn đề là có tận 3 đáp án có lạc. Thế em đang phân vân là tại không, sao? Không có cà phê hả? Thế em hơi sắc. Nhưng mà hay là cà phê là hồ tiêu với là cái. Nhưng mà vấn đề là cái này hay là mình kiểu bị lú ha. Xin chọn câu 1 điểm. Em xin chọn đáp án D. Ui chính xác. Ui bạn hay quá. Lại câu 2 ở dưới này nhá. Thưởng với câu không biết em chọn câu dài nhất. Người thấy không? C. Chúng ta. Oh man. Em xin chọn lại câu chị Hà vừa chọn. Đáp án của em là đáp án B ạ. Một điểm ngoài cùng câu 5. Thành phần kinh tế nhà nước à? B. B. Tao bảo tao chơi hơi thở cuối cùng à? Thắng hay không thì không biết. Ủa, mình nghĩ là năm sau chương trình này nên mời mình tham gia trong hội điện. Tỷ lệ đoán đúng của mình đấy giờ khá cao. Em xin phép chọn câu 1 điểm trên câu 5 điểm. A đúng không? Một lao động đã ra rồi cho thấy. Em xin chọn đáp án A. Này à, tao thấy là thiếu một chút may mắn, nhỏ không? Thiếu một chút may mắn. Cô đi cô ơi. Cảm giác xem vợ mình thi ấy, nó giống như là cái cảm giác mà em xem MU đá mỗi buổi tối. Để là mình biết khả năng cao 90% là thua. Nhưng mà mình vẫn rất là trông đợi. Xem là Lê rất giải trí như mình. Có thể kết quả là mọi người biết rồi, nhưng mà đây là một người mình thấy là nhìn thôi đã giải trí rồi. Không, anh cảm giác không? Tức là cái hay của em thấy cái hay của bọn em ấy là một là thế, thứ hai là tức là mình luôn muốn xem cảm giác của một người mà nhìn có vẻ yếu hay thế hơn, cố gắng. Đúng không? Thế cho nó tự tin từ đầu đến cuối này là không có một cái phút giây nào mà nó mà và trông nó có vẻ kiểu là chùn bước cả. Đúng rồi. Trông rất hấp dẫn. Thật sự là chiến đến giây cuối cùng. Vòng 3, cặp đôi hoàn hảo. Thí sinh có 30 giây để quan sát và ghi nhớ 24 khối dữ kiện do chương trình đưa ra. Theo lượt, thí sinh sẽ lật hai khối bất kỳ. Nếu dữ kiện trên hai khối tạo thành một cặp, thí sinh được cộng 1 điểm và di chuyển một khối bất kỳ vào vị trí trống. Nếu lật sai, thí sinh di chuyển vị trí của một trong hai khối đã lật vào vị trí trống. Vòng chơi kết thúc khi thí sinh tìm thấy đủ 12 cặp dữ kiện. Để cho tức là sẽ cho anh nhìn trước một lần tất cả các ô xong anh phải nhớ. Mình xin rút lại lời đề nghị với chương trình và cho mình tham gia mùa sau. Sao vậy anh? Vì anh không thể nhớ được những cái này. Nhưng vấn đề của cái này là bên cạnh mình nhớ anh còn phải ghép cặp cái nào luôn ấy. Chủ đề của chúng ta là tỉnh thành nào nổi tiếng với thứ gì. Mời hai người chơi quay lại xem dữ liệu.
giờ trò này phải chọn ra cái cặp mình muốn nhớ nhất trước đã. Đúng. Xong rồi chỉ ăn cái cặp đấy trước xong mới tiếp tục. Chứ nếu không thì có quá nhiều thông tin thế này. 3, 2, 4, hết rồi. Mấy hai người chơi quay lưng lại ạ. Giỏi ha. Dạ. Ô đúng không? Ui nghe có cái từ lớn nhất ạ. Không lớn lớn chứ không phải lớn nhất. Wow, được quá nhờ. Wow. Đúng rồi. Bắt đầu nhớ thôi chứ còn em thậm chí là mình dựa vào sai lầm của đối phương để ăn điểm. Osit. Ôi. Osit là một tỉnh Tây Nguyên nhá. Là Đắk Nông. Chưa chính xác. Ninh Bình là núi đá vôi à? Em đang phân vân như thế bởi vì là nó có nhiều cái hang động nhưng em không chắc mà họ không khai thác mấy. Không biết, cái này không biết. Chưa chính xác. Không biết cái này luôn. Cần phải là cái gì? Chắc là một thành phố trẻ nhất. Chính xác. Wow. Ui. Ui, quả đấy bắt nhớ nhá. Chính xác. Vẫn đá vôi mà không biết ở đâu. Rồi mà chưa biết đá vôi ở đâu. Vàng ở Quảng Nam. Các bạn biết phải đi đào vàng ở đâu rồi đấy. Chưa chính xác.
Dạ. Ui vợ ơi, trời ơi, tôi còn nổi đấy trời. Ôi, thế là chắc chắn thắng rồi. Chắc chắn thắng rồi. Ngạo ghê. Bạn ấy không nhớ được thôi, còn bạn ấy... Sợ chết quá. Kết thúc 3 vòng chơi. Tổng số điểm của hai người chơi đang có là... Thực sự là tính giải trí có mà sự căng thẳng cũng như là kiến thức thì bọn mình đã đều no nê trong ngày hôm nay. Chính xác. Ôi xem đã, vòng cuối đã thực sự nha. Bởi vì thực ra là bản thân bọn mình cũng chưa chắc kiến thức và tiếp thu được rất nhiều kiến thức trong cái vòng cuối cùng đấy. Thường ngày ấy là mình đã rất ấn tượng với Hà Lê là bởi vì mẹ này là một cái người mà kiểu rất là kiểu có cá tính rất thú vị, nói chuyện rất là hay, hay làm những cái điều bộ buồn cười. Rồi, cái sự hiếu thắng của chị ý làm cho mình cảm thấy rất đã luôn ấy. Tức là hiếu thắng nhưng mà thắng thật. Ý là kiểu cứ có cảm giác của việc là sẽ chiến đến giây cuối cùng luôn ấy. Và đó chơi đến tập tiếp theo để xem là các môn học khác sẽ được áp dụng kiến thức như thế nào.